Chào các bác nhé, giới thiệu với anh em con động cơ sơ vô HG-KN13 mới về bên em. Hàng nhập khẩu chuẩn chính hãng Mitsubishi Nhật Bản nhé các bác. Hàng mới 100% không phải hàng cũ tháo máy đâu ạ. Dòng động cơ này không có tích hợp phanh nhé các bác. Thông tin với thông số các thứ thì các bác xem trong bài giúp em nhé. Bên em chuyên phân phối các loại thiết bị tự động hóa, đủ các dòng động cơ servo, bộ điều khiển servo, các loại mô đun điều khiển của Mitsu, Pana, Omzon luôn ạ. Bên em có đủ cả các loại cáp kết nối cho động cơ, cáp phanh, cáp nguồn, cáp encoder. Riêng cáp kết nối bên em làm việc trực tiếp với bên xưởng sản xuất, nên có nhận đặt các loại kích thước chiều dài theo yêu cầu nhé các bác. Hàng có bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm theo quy định của nhà sản xuất. Anh em có thắc mắc về kỹ thuật cứ liên hệ trực tiếp với công ty em, sẽ có anh em kỹ thuật tư vấn chi tiết ạ. Anh em quan tâm liên hệ số Zalo em để trên màn hình nhé. Cảm ơn các bác.